Hân hoan chào đón quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh Tin Tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin. Bé Cà Phê con trai Thanh Thúy cũng hào hứng khi được tham gia hoạt động cùng các bạn nhỏ ở đây. Chia tay liên hoan phim Cannes 2016, Thanh Thúy và Angela Phương Trinh tiếp tục đến với tuần lễ phim Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Bên cạnh các hoạt động chính, nhà sản xuất phim Taxi Em Tên Gì, diễn viên Thanh Thúy cùng con trai Cà Phê đã tới thăm và giao lưu với những tài năng nhí tại trường đào tạo nghệ thuật Talent do hai cô giáo người Việt Huyền Nova và Hà Lê sáng lập. Tại trường Talent, Thanh Thúy và con trai đã tham gia hoạt động cùng các bạn nhỏ người Séc. Bé Cà Phê hòa nhập rất nhanh với các bạn dù bất đồng ngôn ngữ. Thanh Thúy còn thử làm giáo viên dạy học cho các em nhỏ. Nữ diễn viên nhận được nhiều tình cảm của thầy cô và học sinh trong trường. Thanh Thúy còn tham gia vào lớp học múa. Nữ diễn viên hào hứng chỉ dẫn các bạn nhỏ một số động tác múa cơ bản. Các em rất vui và tôi cứ muốn ở lại chơi thêm với các em nhiều hơn. Đặc biệt, bé Cà Phê không muốn về, Thanh Thúy chia sẻ thêm. Nữ diễn viên cùng đoàn nghệ sĩ Việt Nam sẽ tham gia một số hoạt động trong cộng đồng người Việt tại Séc trước khi về nước. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!